Thì chủ đề ngày hôm nay em muốn chia sẻ với các anh chị về việc bán hàng omnichannel, là đó là xu thế đúng không anh chị? Xin chào các anh chị, em là Nam Nguyễn, là chuyên viên đào tạo của MidaStep. Thì chủ đề ngày hôm nay em muốn chia sẻ với các anh chị về việc bán hàng omnichannel, là đó là xu thế đúng không anh chị? Thì trong chủ đề ngày hôm nay, những cái nội dung chính sẽ xoay quanh đó là thứ nhất thì mình sẽ định nghĩa xem là cái việc bán hàng channel omnichannel là như thế nào, hay cụ thể là bán hàng đa kênh là gì. Tiếp theo thì sẽ chia sẻ với các anh chị một số lưu ý khi kinh doanh đúng không ạ? Tại vì bình thường bây giờ thì các anh chị kinh doanh online rất là nhiều, hoặc là cụ thể là trên sàn hoặc là trên cái mạng xã hội. Thì nếu trong trường hợp mà mình kinh doanh online như thế thì mình sẽ có những cái điểm cần lưu ý là làm sao, thì em muốn lựa chọn ra một vài điểm để mà chia sẻ với các anh chị. Tiếp theo nữa là anh chị cần phải chuẩn bị những thông tin cần thiết gì để đăng tải sản phẩm, và đặc biệt là trong quá trình đăng tải sản phẩm trên những cái nền tảng và sàn thương mại điện tử các anh chị, thì hiện nay thì trên các sàn thì họ cũng có sử dụng những cái công cụ AI để mà hỗ trợ cho các anh chị, thì đây cũng là một cái điểm để giúp cho mình rút ngắn được thời gian cũng như là tiện lợi hơn trong cái việc mà đăng tải sản phẩm. Thì em cũng sử dụng cái nền tảng TikTok giống như một cái case study cho các anh chị tham khảo. Thì đầu tiên thì mình nói về cái định nghĩa bán hàng đa kênh các anh chị ha. Thì các anh chị thấy là đa kênh, hay tiếng Anh hay sử dụng cái từ omni các anh chị, là hình thức để tiếp cận về đa kênh, cũng giống như khi mà anh chị sử dụng cái công cụ GoSell, là một cái công cụ để mà hỗ trợ cho các anh chị bán hàng. Nếu mà chị bán POS, sử dụng cái nền tảng POS bán hàng tại quầy cũng được, hoặc là anh chị có bán trên Facebook thì anh chị có thể kết nối với cái gói GoSocial của bên em, hoặc là anh chị có bán trên Shopee, Lazada hoặc TikTok thì cũng có kết nối với cái nền tảng GoSell. Thì cái điều quan trọng là nếu trong trường hợp mà các anh chị bán hàng đa kênh ở đây, có nghĩa là anh chị đang mong muốn khách hàng tăng sự trải nghiệm, có nghĩa là một người khách hàng họ có thể là mua hàng ở bất kỳ một cái kênh nào đó mà họ cảm thấy là tiện lợi. Và đặc biệt á, là hiện nay thì mình nói rất là nhiều về bán hàng online, nhưng mà cái tâm lý chung của khách hàng khi mà họ đi vào một cái shop nào đó mà họ thấy cái shop này họ có một cái cửa hàng offline hoặc là một cái trang web, thì nó sẽ giúp cho khách hàng nó tăng cái độ tin tưởng. Thì thường là khách hàng, ví dụ như nếu mà cái khoảng cách không xa thì nhiều khi là họ vẫn mua online đó, nhưng mà trong những một số những cái trường hợp cần thiết thì họ cũng có thể là họ đi đến cái cửa hàng của mình để họ xem cái shop của mình như thế nào, có đáng tin hay không, hoặc là họ đi vào cái trang website của các anh chị để họ xem là tại vì thông thường một cái website giống như giống như một căn nhà của mình đó, thì trên nó có thể hiện rất là nhiều thông tin, và có thể là họ sẽ quan tâm tới những cái thông tin chẳng hạn như là những cái giấy chứng nhận, hoặc là những về cái hình ảnh về quy mô công ty, về dây chuyền sản xuất, ví dụ là như vậy, để mà tăng được cái độ tin tưởng đối với khách hàng họ, đối với cái brand name của các anh chị. Tiếp theo thì em muốn chia sẻ những cái vấn đề lưu ý khi kinh doanh trên sàn hoặc là trên mạng xã hội. Thì ở đây em lựa ra ba cái điểm ha. Thì đầu tiên là mình sẽ điểm qua xem là trong quá trình kinh doanh đó, thì dĩ nhiên khi mà kinh doanh thì mình sẽ tuân thủ theo pháp luật, cụ thể là cái luật của Việt Nam mình về kinh doanh thương mại. Tiếp theo này là nếu anh chị có kinh doanh trên sàn thì bản thân những cái sàn hoặc là những cái mạng xã hội thì họ cũng có những cái quy định riêng của những cái sàn, thì các anh chị cũng cần phải lưu ý. Và cuối cùng là khi kinh doanh thì chắc chắn là anh chị sẽ hay đo lường những cái hoạt động về kinh doanh của mình, ví dụ như về doanh số hoặc là về sản phẩm, xem các hoạt động của mình đó, nó đạt được những kết quả như thế nào. Thì những cái báo cáo như vậy á, thì anh chị có thể xem nội bộ trên ví dụ anh chị bán trên sàn thì trên sàn nó cũng có một cái tính năng xem báo cáo, hoặc là anh chị bán trên cái website của GoSell thì trên cái website, trong cái phần admin á, nó cũng có những cái report báo cáo. Nhưng mà trên bình diện tổng thể, nếu mà các anh chị muốn mang tính vĩ mô thì anh chị cũng có thể lưu ý vào một số những cái trang web nhất định của, để mà mình xem về mặt tổng quát là tình hình xuất nhập khẩu ở Việt Nam như thế nào. Thì ở đây thì em có một ví dụ các chị xem ha, chẳng hạn như là khi nói về kinh doanh thì đâu đó chắc chắn là một cái việc nói về thuế là một cái vấn đề mà
rất là nhiều người quan tâm. Thì ở đây sẽ là một cái chia sẻ cho anh chị thấy là khách hàng của GoSale thì cũng có nhiều tệp mà khách hàng khác nhau. Một số các anh chị có thể là của những cái công ty rất là lớn hoặc là những cái công ty tầm trung, nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có một số những anh chị kinh doanh với hình thức là hộ kinh doanh. Thì tùy theo cái mô hình kinh doanh của mình đăng ký ra làm sao thì mình sẽ có những cái nghĩa vụ nhất định về mặt thuế. Ví dụ ở đây các anh chị thấy là mình cần phải đóng thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là thuế thu nhập cá nhân. Thì nếu trường hợp mà mình thường xuyên mình cập nhật thông tin á, các anh chị sẽ thấy là ví dụ nha, trong cái đợt dịch vừa qua thì sau cái đợt dịch chính phủ cũng có những một số những chính sách hỗ trợ. Thì theo thông tin mới nhất, thuế giá trị gia tăng từ ngày mùng 1 tháng 1, có nghĩa là ngay tháng này của năm nay luôn các anh chị ha, thì sẽ có một cái chính sách là giảm thuế giá trị gia tăng, giảm đi 2%, có nghĩa là bình thường là thuế giá trị gia tăng là 10% thì bây giờ giảm đi 2% các anh chị. Theo nghị quyết số 110/2003 CQH15 ngày 29 tháng 11, thì các anh chị nếu mà chị có kinh doanh thì đâu đó mình cũng cập nhật một số những thông tin như thế này để cái việc mà kê khai thuế của mình nó sẽ chính xác hơn. Ở đây sẽ là một cái ví dụ ha, nếu mà các anh chị nào ở đây đang là kinh doanh online với hình thức là hộ kinh doanh cá thể thì anh chị cũng cần phải lưu ý những cái điểm này. Ví dụ như các anh chị thấy là nếu trong trường hợp mình kê khai về cái việc mà doanh số bán hàng của mình mà dưới 100 triệu á, thì các anh chị sẽ không cần phải nộp thuế. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà mình kinh doanh hộ cá thể mà cái doanh thu của mình trên 100 triệu thì anh chị cần phải có những cái về nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan nhà nước. Thì khi nói về cái vấn đề thuế, anh chị sẽ có một cái khía cạnh mà thì theo em thì em thấy là cũng khá là hay. Tại vì bình thường á thì dĩ nhiên là mình có nghĩa vụ đóng thuế rồi, nhưng mà là một doanh nghiệp thì chắc chắn là anh chị cũng mong muốn làm sao cái mức thuế mình đóng nó sẽ hợp lý. Thì ở đây người ta sẽ dùng một cái từ gọi là tối ưu thuế cho doanh nghiệp. Thì những anh chị nào đang là công ty mà có một bộ phận kế toán thì các anh chị có thể là làm việc với lại bộ phận kế toán, hoặc là mình sẽ thảo luận với lại kế toán trưởng về về cái khía cạnh này các anh chị ha. Thì ở đây em có thể chia sẻ một cái ví dụ cho các anh chị tham khảo. Bình thường anh chị trong kinh doanh thì chắc chắn là chị sẽ có những cái về đầu tư về trang thiết bị máy móc, và mình như vậy là anh chị là cái phần đó giống như cái phần đầu vào của mình đúng không ạ? Cái kia phần đầu vào, và anh chị mong muốn là sẽ được nó giống như là cái phần bình thường khi mà để mà đóng thuế thì người ta sẽ căn cứ vào cái lợi nhuận. Thì lợi nhuận nó sẽ bao gồm doanh thu trừ đi chi phí, thì những cái tiền mà các anh chị bỏ ra để mua cái trang thiết bị máy móc đó nó được xem như là chi phí. Thì ở đây khi người ta dùng từ là tối ưu về thuế, có nghĩa là những cái bộ phận kế toán họ sẽ có một cái chiến lược nhất định. Ví dụ như là họ xem trong một cái năm hoạt động như vậy thì những cái tháng nào mà mình cảm thấy mình kinh doanh rất là nhiều, kinh doanh rất là được, doanh thu của mình rất là cao, thì khi mà doanh thu rất là cao như vậy mà doanh thu trừ đi chi phí thì là cái phần còn lại lợi nhuận sẽ là đóng thuế đúng không ạ? Thì người ta có thể là người ta căn cứ vào những cái tháng đó để người ta đầu tư và mua trang thiết bị máy móc. Thì những cái phần mà mình bỏ ra như vậy nó sẽ được tính giống như là cái phần chi phí của mình. Thì nếu mà mình lấy doanh thu trừ đi chi phí thì mình sẽ thấy là cái phần lợi nhuận mình sẽ giảm đi, thì cái mức thuế của mình đâu đó nó để mà đóng thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì đây cũng là một cái ví dụ để các anh chị thấy một cái khái niệm gọi là ở đây mình hoàn toàn mình không đề cập tới vấn đề là né thuế hoặc là trốn thuế, mà mình chỉ nói là mình sẽ có một cái chiến lược đóng thuế nhất định sao cho nó phù hợp và nó có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. Hoặc là cũng có một cái em đưa ra một cái ví dụ ở đây là các anh chị, chẳng hạn ví dụ như bình thường các anh chị thấy là những doanh nghiệp á, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn thì người ta thường sẽ có những cái hoạt động về về mặt xã hội. Ví dụ như là người ta có những hoạt động về từ thiện, về giáo dục, y tế. Thì câu hỏi đặt ra là nếu trong trường hợp mà công ty của mình có bỏ ra những cái phần này, có nghĩa là thì có được xem là chi phí hay không và có được miễn giảm thuế hay không. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm về thông tư số 96/2015, thông tư của BBTC là Bộ Tài chính các anh chị ha. Thì các anh chị thấy là ở đây là nếu trong trường hợp mà anh chị kinh doanh có lợi nhuận và những lợi nhuận đó anh chị hỗ trợ cho những cái hoạt động từ thiện, giáo dục, y tế, và em được biết là bình thường á khi những hoạt động từ thiện này mà mình thông qua những cái cơ quan chính thức của nhà nước các anh chị, thì những cái phần mà mình đóng góp này người ta được xem giống như là một cái chi phí, và mà một khi đã được xem là chi phí thì chắc chắn là nó sẽ
giúp các anh chị có thể là giảm đi về cái phần đóng thuế, tại vì cái phần thuế là họ căn cứ vào cái lợi nhuận cuối cùng của mình đúng không ạ? À? Mình lấy doanh thu mình trừ đi chi phí thì sao ra cái phần lợi nhuận thì mình có dành cho cái phần từ thiện này thì nó được xem như là chi phí. Thì khi mà mình đã xem gọi là chi phí như thế thì thấy dẫn đến là cái phần lợi nhuận của mình sẽ giảm xuống và mình sẽ được giảm được cái phần thuế phải đóng. Thì đây cũng là một cái ví dụ cho các anh chị thấy là sẽ có những cách để mà bộ phận kế toán hoặc là những bộ phận tài chính đó, họ sẽ cân nhắc xem sẽ là tối ưu thuế cho doanh nghiệp như thế nào. Tại vì khi mà nói về hoạt động từ thiện thì ngoài những mục đích về nhân đạo, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng sẽ có những cái về cũng tạo hình ảnh tốt cho doanh nghiệp của mình. Tại vì một cái doanh nghiệp mà có những hoạt động từ thiện thì nó cũng sẽ gây những cái thiện cảm cho về mặt xã hội và nhiều người biết đến. Và một khi mà mọi người xung quanh họ có thiện cảm thì chắc chắn là họ cũng sẽ cảm thấy là ủng hộ cho việc sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của các anh chị. Tiếp theo thì nãy giờ thì nói về những cái chính sách của nhà nước thì nó khá là mang tính vĩ mô các anh chị ha. Còn riêng những anh chị nào mà có hoạt động trên những cái sàn thương mại điện tử hoặc là trên mạng xã hội á, thì các anh chị chịu khó. Tại vì anh chị cho dù anh chị có kinh doanh trên những cái sàn nào đi nữa thì mỗi sàn họ sẽ có những cái quy định nhất định, thì mà và họ cũng có tổ chức những cái lớp học nữa các anh chị. Tí nữa em sẽ chứng minh cho các anh chị thấy ha, bản thân họ cũng có tổ chức những cái lớp học để mà các anh chị học về cách vận hành cái sàn của mình, cũng như là mình biết được là cái sàn đó họ sẽ có những cái quy định nào và những cái quy định nào mình nên biết để và tuân thủ theo những quy định đó, để tránh những cái trường hợp là mình đang kinh doanh mà mình bị ban, bị cấm thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc bán hàng của mình. Chẳng hạn ví dụ như là nếu trong trường hợp anh chị bán hàng trên sàn Shopee thì anh chị thấy là cái kênh Shopee ở cái trang web là bán hàng chấm Shopee á, thì họ cũng có đưa ra những cái gọi là những cái quy định, những kiến thức để mà các anh chị vào đây các anh chị tham khảo ha. Hoặc là ở trên TikTok Shop cũng vậy, họ cái kênh về seller gạch ngang vntiktok.com thì cũng đưa ra những cái chính sách người bán. Thì ở đây có rất là nhiều những cái quy định khác nhau ha. Thì anh chị có kinh doanh trên đó thì anh chị chịu khó vào đó để anh chị tham khảo. Hoặc là Facebook thì cũng tương tự thôi, họ cũng sẽ có những cái điều khoản và chính sách nhất định cho các anh chị có sử dụng hoặc là bán hàng trên Facebook. Cái phần tiếp theo là các anh chị thấy là khi mà kinh doanh thì các anh chị sẽ thường hay cập nhật những cái xu hướng kinh doanh. Thì xét ở góc độ vĩ mô thì anh chị có thể tham khảo thêm một số những cái trang web chính thống của nhà nước mình ha. Ví dụ như là Tổng cục Hải quan họ cũng có trang web, hoặc là Tổng cục Thống kê họ cũng có trang web. Thì khi mà mình vào những trang web này thì mình trên bình diện tổng thể mình sẽ biết được là tổng số lượng hàng hóa, những mặt hàng nào mà Việt Nam đang có thế mạnh thì nó mang tính là vĩ mô. Thì ngoài những cái báo cáo bình thường các anh chị xem báo cáo trên sàn ra hoặc là trên nền tảng Wholesale ra thì anh chị cũng có thể tham khảo thêm trên những cái website chính thống như thế này để anh chị cập nhật thông tin. Ví dụ như là còn nếu mà mình đang ở một cái ngành nghề cụ thể nào rồi á, thì anh chị cũng có những cái ngành nghề đó họ cũng có những cái hiệp hội và cũng có một số những cái trang web nhất định. Ví dụ như mà anh chị nào đang bán hàng nông sản, em thấy là trong lớp của mình là thường là cũng có anh Hùng hay Tam Gia này, thì chắc chắn em nghĩ là anh Hùng anh cũng hay vào những cái trang web về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để mình xem cập nhật những cái tin tức, ví dụ như là họ có những cái quy định như thế nào, hoặc là đôi khi họ cũng sẽ có một số những cái quy định về hỗ trợ cho mình thì cái việc kinh doanh của mình nó sẽ được tốt hơn. Cái phần tiếp theo thì em muốn chia sẻ về các thông tin cần thiết để mà đăng sản phẩm. Thì các anh chị cũng biết là đang mình kinh doanh tới đây thì là có nghĩa là mình sẽ tập trung nhiều về cái việc bán hàng. Mà nếu mà trường hợp mình bán hàng trên cái nền tảng online thì khách hàng cái hành vi tiêu dùng của họ là họ có thể mua hàng trên điện thoại hoặc là họ mua hàng trên vào máy tính để họ mua hàng đúng không ạ? Thì cần phải có những cái lưu ý như thế nào? Thì các chị nào mà đã từng đăng sản phẩm trên những cái nền tảng về trên sàn á, thì chị thấy là sẽ có một cái điểm đặc biệt lưu ý quan trọng là sản phẩm này nó sẽ thuộc vào danh mục nào. Tại vì nếu một khi mà các anh chị bỏ một cái sản phẩm vào một cái danh mục mà nó không có liên quan á, thì dẫn đến cái việc mà khách hàng họ đi vào họ tìm kiếm những cái sản phẩm đó thì các anh chị sẽ không xuất hiện. Anh có nghĩa là mình sẽ không có nghĩa là giống như là mình người ta đang có nhu cầu tìm kiếm mình, nhưng mà do mình nằm ở một cái vị trí một cái vị trí hoặc là một cái nơi á mà nó không có phù hợp thì dẫn đến người ta tìm hoài người ta sẽ cũng không thấy cái gì ha.
Cho nên các anh chị cần phải lưu ý ở chỗ là nếu mình có đăng sản phẩm thì mình nên chọn cái danh mục nó phù hợp. Tiếp theo là mình về cái vấn đề về hình ảnh nó sẽ thu hút khách hàng. Thì để mà thu hút thì nó sẽ có hai yếu tố quan trọng, đó là phông nền và size. Thì các chị cũng biết là tí nữa em sẽ cho anh chị thấy ha, trên cái những cái số một số nền tảng bây giờ nó có cái công cụ AI để hỗ trợ các anh chị. Ví dụ như cái hình ảnh của anh chị hiện tại phía phía sau nó còn có một số những cái phông nền mà mình muốn xóa, thì khi mà anh chị tải lên nó cũng đã sẵn có sẵn công cụ để chị xóa luôn cái phông nền đó rồi, nó rất là tiện lợi ha. Tiếp theo nó sẽ có cái khái niệm được gọi là Internet Test. Thì những anh chị nào mà có đăng cái sản phẩm trên nền tảng WooSale á, thì các anh chị sẽ thấy là trên nền tảng WooSale nó có một cái phần là để chị kê khai Internet Test. Thì Internet Test nôm na mình dễ hiểu là giống như là một cái hình ảnh như vậy. Thông thường á, những con robot họ họ sẽ không hiểu cái hình ảnh đó là cái gì, thì để nó có nghĩa là robot họ chỉ hiểu về chữ thôi. Cho nên để mình giải thích cái hình ảnh như thế nào thì anh chị vào cái phần Internet Test này để anh chị có thể giải thích. Ví dụ như anh chị đang chụp một cái hình, đó là cái bình nước này đi, đúng không ạ? Thì robot họ không có nhìn cái hình này, họ không hiểu là cái bình nước. Nhưng mà khi mà anh chị có kê khai cái phần Internet Test thì lúc đó anh chị có thể mô tả nó, à đây là một tôi đăng một cái hình ảnh, đây là có một cái bình nước, đúng không ạ, bằng inox ví dụ là như vậy. Thì lúc đó khi mà robot họ quét thì họ robot nó sẽ hiểu là à, cái hình ảnh này nó sẽ là cái bình nước. Và đây là một số những cái thông tin mà các anh chị lưu ý ha. Có nghĩa là khi mà mình đăng tải một cái sản phẩm thì nó sẽ có những cái thông tin về cơ bản, thông tin về bán hàng, đúng không ạ? Thông tin về vận chuyển, thông tin một số những cái về mặt hình ảnh. Thì ở đây thì em nhấn mạnh cái gì ha, thì hiện nay là trên các sàn thì một số sàn nó đã có những cái công cụ AI hỗ trợ rồi, thì như vậy nó sẽ giúp cho các anh chị tiện lợi rất là nhiều trong cái việc để mình đăng bài cũng như là mình đăng cái sản phẩm trên những cái nền tảng bán hàng online. Thì nãy giờ em có giới thiệu qua đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ vô một cái gì đó nó khá là cụ thể đi để các anh chị dễ hình dung, đúng không ạ? Thì em lấy một cái ví dụ là TikTok Shop ha, để làm một cái ví dụ cho các anh chị thấy mình tham khảo. Tại vì mình cũng không thể đi hết tất cả các nền tảng được, thì mình sẽ lấy một cái nền tảng ra, đó là TikTok Shop là một cái ví dụ để chị sẽ giới thiệu cho các anh chị. Thì hy vọng là sau cái phần ví dụ này thì tự các anh chị sẽ đúc kết ra một vài những cái một cái kinh nghiệm nào đó ha. Và cuối cái buổi đó thì em cũng chia sẻ luôn một cái đường link các anh chị. Thì em không biết là ở đây các anh chị nào có đi vào cái có kinh doanh trên TikTok Shop á, là anh chị đi vào cái group Zalo của bên TikTok ở Hồ Chí Minh không ạ? Tại vì em đang ở Hồ Chí Minh cho nên là em có tham gia vào trong cái group đó. Thì khi mà tham gia vào cái group đó đó các anh chị, thì sẽ trong quá trình kinh doanh đó mình sẽ có những cái vướng mắc, hoặc là cái lúc đăng bài, hoặc là anh chị làm một cái thao tác nào đó nó có bị một cái error, có một mistake, một cái lỗi đó, các anh chị, thì lúc đó mình báo lên cho cái group đó, thì hoặc là những cái người bán hàng khác họ vào họ trả lời. Còn bản thân cái group đó cũng có một cái bộ phận admin đó, thì họ cũng có hỗ trợ cho mình. Thì em thử hỏi xem, không biết là các anh chị ở đây hiện tại có anh chị nào đang kinh doanh trên TikTok Shop mà Hồ Chí Minh mà có tham dự vào cái group Zalo không ạ? À? Nếu trường hợp anh chị có tham dự vào cái group Zalo đó thì anh chị vui lòng đánh số 1 vào chatbox cho em được không? Để em xem là có nhiều anh chị biết đến cái group đó chưa ạ? Có anh chị nào tham gia vào cái group TikTok Hút ở Hồ Chí Minh không? Nếu có thì đánh số 1 giúp em. Dạ, em chưa, à chưa có, dạ cảm ơn anh Hùng. Thì những anh chị nào mà quan tâm á, thì anh chị cứ liên hệ lại với chỗ bạn Nhung với bạn Phúc á, thì bạn đó cũng đang đang giữ hai cái link đó. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ, tại vì bạn Nhung với bạn Phúc là thường thường liên hệ với các anh chị đúng không ạ, để thông báo về những cái buổi training như thế này, thì chị có thể liên hệ với bạn Nhung và bạn Phúc á, thì bạn sẽ share cho các anh chị cái đường link đó để anh chị có thể tham gia nếu như trường hợp các anh chị đang bán hàng trên TikTok Shop các anh chị ha. Thì các anh chị khi mà nói đưa ra cái case study về TikTok Shop á, thì các anh chị thấy ở đây là đây là một cái trung tâm mua sắm trên cái điện thoại đúng không ạ? Khách hàng thường hay vào điện thoại để mà mua sắm, thì cái hành vi tiêu mua sắm của họ như thế nào ạ? Có hai trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất là chủ động, có nghĩa là người khách hàng họ chủ động trong việc tìm kiếm sản phẩm. Thì thường các anh chị thấy là họ đi vào cái trung tâm mua sắm, họ search tìm kiếm đúng không ạ? Còn cái trường hợp thứ hai là
À, ở đây là TikTok Shop, đó là một cái nền tảng mang tính giải trí, thì có thể là thông qua những cái buổi livestream hoặc là những video ngắn, họ nhìn thấy những cái hình ảnh đó, những cái clip đó nó thú vị, thì họ có thể là họ họ mua hàng trên đó. Như vậy là sẽ có hai cách anh chị thấy ở đây ha, đó là dẫn đến là cái hành vi tiêu dùng của khách hàng khi mà họ mua hàng trên TikTok Shop. Thì khi vì những cái hành vi tiêu dùng như thế thì các chị thấy họ phân tích ra đây là cái cổng lưu lượng đó các anh chị. Họ họ phân tích ra làm 3 phần các anh chị ha. Cái phần đầu tiên là các chị thấy là khi khách hàng vào để mà khách hàng tìm kiếm đúng không ạ? Rồi tìm kiếm. Cái phần thứ hai là cái phần mà những cái promotion, cụ thể đây là flash sale các anh chị ha. Họ thấy là họ mình nếu mà những cái người seller có tham gia vào cái flash sale này thì nó sẽ hiện thị ở cái phần này. Và cái phần thứ ba là cái feed recommendation, đó là những cái mà gợi ý. Tại vì thông thường thì những cái nền tảng này AI nó sẽ rất là thông minh các anh chị, nó biết được là cái hành vi của cái người đang sử dụng cái tài khoản này là như thế nào, thì có thể là họ sẽ đưa ra những cái gợi ý, những cái sản phẩm mà họ nghĩ là cái người dùng này họ quan tâm. Như vậy là sẽ có 3 phần các anh chị thấy được, đây là cái cổng lưu lượng nếu mà trong cái giao diện của TikTok Shop. Và cái đây một cái ví dụ là về cái flash sale các anh chị ha. Thì khi mà một cái người khách hàng họ bị thu hút bởi cái flash sale, tại vì thông thường flash sale là đánh vào cái tâm lý là khách hàng mà muốn mua hàng với cái giá hời, giá rẻ đúng không ạ? À? Thì khi mà khách hàng click vào một cái sản phẩm nào và flash sale thì nó sẽ điều hướng tới cái giao diện anh chị thấy mà có hình là bên tay phải của em á đúng không ạ? À? Thì cụ thể là từng những cái sản phẩm, có rất là nhiều những sản phẩm cùng loại. Và click vào một cái sản phẩm thì nó sẽ đi vào một cái gian hàng các chị ha. Và ở đây thì là một cái thống kê, tại vì nãy giờ mình đang nói về cái lưu lượng. Nói lưu lượng đây là mình đang đo lường về cái việc mà cái người gọi là cái hành vi tiêu dùng của những người tiêu dùng ha, những người sử dụng TikTok, họ sẽ và mình là người bán thì mình mong muốn là người ta đi vào, người ta mua hàng của mình đúng không ạ? Thì ở đây bên TikTok họ sẽ liệt kê ra là lưu lượng nó đến từ từ việc đầu tiên á, là tìm kiếm ha, thứ hai là từ cái feed, là lúc nãy em có nói là cái gợi ý đúng không ạ? À? Cái thứ ba là từ những cái chương trình khuyến mãi, ví dụ như flash sale, và cái cuối cùng là từ là việc đi vào những cái gian hàng. Thì theo những thống kê các anh chị thấy là sao ạ? À? Cái lượt tìm kiếm họ chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn, là 41% các anh chị. Thì từ cái việc mà mình biết được rằng là cái lưu lượng của khách hàng họ đến từ 40% trên 40% là từ tìm kiếm, thì nó sẽ rút ra một cái ở đây là sao ạ? À? Nếu mà anh chị có kinh doanh trên đó thì anh chị phải cố gắng làm sao cái sản phẩm của mình khi mà đặt tên á, thì nó những cái từ về mô tả sản phẩm hoặc có giống như cái tiêu đề sản phẩm, mình phải biết được cái từ khóa đó là mà những cái từ khóa mà người ta thông thường người ta sẽ đi vào người ta tìm kiếm. Tại vì nếu trong trường hợp mà anh chị giống như mình đặt tên đúng như vậy thì cái xác suất để mà mình tiếp cận được khách hàng rất là cao đúng không ạ? Thì ngoài ra thì cũng sẽ có một số những cái về chương trình hoặc là những cái flash sale, thì cái nào nó cũng quan trọng hết, nhưng mà cái nào mà nó quan trọng nhất thì mình đặc biệt lưu ý các anh chị ha. Thì các anh chị thấy là một cái giao diện flash sale nó như thế này nè các anh chị. À, thì nó sẽ có những cái nó sẽ hiện ra flash sale trên TikTok này, sẽ hiện ra từ 9 giờ ngày hôm nay cho đến 8 giờ 99 phút, 99 giây cái ngày hôm sau các anh chị ha. Thông thường nó hiện ra một ngày như thế, và nó có một cái tính năng luôn là nhắc nữa, nếu trong trường hợp mà khách hàng họ vào họ thấy mà họ muốn nhắc thì họ có thể bật vào cái nút nhắc này. Và cái việc hiển thị ra thì nó sẽ có hai trường hợp á. Trường hợp thứ nhất là nó hiển thị về con số, có nghĩa cho biết một cái số lượng sản phẩm cụ thể. Còn cái trường hợp thứ hai là nó thể hiện ra cái tỷ lệ phần trăm, thì cái này nó sẽ đi theo cái quy định của bên chỗ TikTok thôi. Họ sẽ đo lường, họ căn cứ vào cái số lượng tồn kho thực tế các anh chị. Cứ nó tóm lại là nếu trong trường hợp cái số lượng tồn kho của mình á nó ít thì nó sẽ hiện ra cái gọi là con số cụ thể luôn đúng không ạ? À? Và ở đây các anh chị, một số anh chị chắc chắn sẽ thắc mắc là nếu mà trong trường hợp mà mình tham dự vào cái chương trình flash sale như vậy thì cái tỷ lệ cạnh tranh nó có cao không, thì câu trả lời rất là cao nha các anh chị. Thì bên TikTok họ có chia sẻ là thông thường một cái phiên flash sale như thế đó thì có tổng cộng đâu đó khoảng 9.000 sản phẩm, và cái phí sẽ tính như thế nào ạ? À? Cái phí ở đây nó tính như thế này nè các anh chị. Cái phí nó sẽ căn cứ vào sự chênh lệch giữa giá bán và giá flash sale. Thì hôm trước khi mà mình tham dự vào cái buổi training của TikTok đó, thì cái bạn bên trainer của TikTok bạn có chia sẻ ví dụ như một cái sản phẩm á,
là các anh chị hiện tại đang bán là 100.000 đi, đúng không ạ? Và anh chị mong muốn là bây giờ khi tham dự vào flash sale này, anh chị bán chỉ có 80.000 thôi. Như vậy là ở đây có một cái sự chênh lệch là từ 80 cho tới 80%, có nghĩa chênh lệch là 20.000, đúng không ạ? Như vậy 20.000 đó chính là cái phí mà các anh chị phải trả, để mà tham dự cái flash sale này. Ngoài cái phí mà nền tảng bình thường các anh chị phải trả cho cái nền tảng TikTok, các anh chị thấy ở đây đúng không ạ? Như anh chị hiểu ha, tại vì bình thường anh chị kinh doanh trên sàn á là anh chị đã biết được là mình phải 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 trả cái phí sàn rồi, mà anh chị chỉ thắc mắc là bây giờ nếu tham dự vào flash sale thì phải có tốn phí như thế nào, đúng không, mà phải trả như thế nào thôi. Thì ở đây người ta sẽ nói là đó là cái mức độ chênh lệch giữa cái bán giá bán bình thường của chị đăng với lại cái giá bán anh chị đang đang làm flash sale. Thì các anh chị thấy là thực ra trên kinh doanh trên sàn thì nó cũng phải sẽ tốn phí, đúng không các anh chị, và đôi khi nó sẽ tốn phí rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà cái chủ đề ngày hôm nay gọi là bán hàng đa kênh, thì cái việc anh chị đang kinh doanh tốt trên sàn thì đó là một tín hiệu vui, đúng không ạ? Nhưng mà ngoài bên đó thì mình sẽ cũng cố gắng mở rộng ở những kênh khác, thì đặc biệt là cái website của các anh chị. Tại vì một khi anh chị đã làm tốt cái website mà quảng bá nhiều đến khách hàng, người ta biết nhiều đến cái website của các anh chị, thì sẽ cả đó cũng là một cách để mà các chị giữ chân khách hàng. Tại vì khi mà khách hàng mua trực tiếp trên website thì đâu đó anh chị thấy, ví dụ nha, trường hợp mà các anh chị làm một cái flash sale trên cái trang web thì anh chị có thể gọi là mình điều chỉnh được, đúng không ạ? Hoặc là mình có thể cân đối được về cái phần chi phí để mà mình làm thế nào để mình đạt được cái mức lợi nhuận tốt nhất nếu mà trường hợp mình bán trực tiếp cho khách hàng trên chính cái website của mình. Tại vì nếu mà anh chị có bán trên sàn thì trên sàn họ cũng sẽ thu một cái phí nó cũng khá là cao như thế. Và để mà đăng tham dự một cái gọi là một cái chương trình flash sale do cái nền tảng TikTok họ mở ra, thì các anh chị thấy ha, thì anh chị vào cái phần cái seller center, thì cái này nó giống như một cái phần admin của các anh chị á. Anh chị có một cái tài khoản anh chị đi vào thôi, anh chị vào cái mục khuyến mãi, anh chị chọn chiến dịch các anh chị ha. Sau đó anh chị xem chi tiết, thì ở đây nó có cái ô để mà ô search đó các anh chị. Thì thường mình sẽ đánh cái ô search là mình đang muốn tìm kiếm cái chương trình flash sale để tham gia, thì anh chị đánh cái chữ flash ha, thì nó sẽ đưa ra một cái list ở dưới recommend của anh chị là hiện tại TikTok đang có những cái chương trình flash sale như thế nào, và anh chị có muốn tham gia hay không thì chị đăng ký trên đây. Và nó sẽ có, và nếu mà mình muốn tham gia thì mình có thể đăng ký ha, mình chọn những cái sản phẩm nào mình muốn tham gia vào cái chiến dịch flash sale này. Ở đây sẽ có một hai cái khái niệm, một cái là trung tâm mua sắm TikTok Shop, với một cái là cổng đăng ký sản phẩm. Thì các anh chị lưu ý điểm này, khi mà nói về cổng đăng ký sản phẩm á, thì có nghĩa là người ta đang nói về mang tính tổng quát luôn, có nghĩa là cái sản phẩm này nó sẽ có xuất hiện ở livestream, ở video, hoặc là cửa hàng, hoặc là thậm chí ở trung tâm mua sắm. Còn nếu trong trường hợp mình nói về trung tâm mua sắm thì có nghĩa là mình chỉ nói về ở cái giao diện shop bán hàng thôi các anh chị. Cái giao diện đầu tiên nếu anh chị đi vào cái phần shop á, anh chị thì nó chỉ thể hiện ở cái giao diện đó thôi. Còn nếu mà nói về cổng đăng ký sản phẩm thì nó mang tính tổng quát hơn cái gì ha. Rồi tiếp theo thì em sẽ nhấn mạnh về cái vấn đề tối ưu hóa sản phẩm, tại vì các anh chị đang bán hàng, đúng không ạ? Anh chị đang bán hàng thì anh chị vừa rồi anh chị vừa xem sơ qua là cái lưu lượng là nó đến như thế nào ha. Rồi bây giờ thì mình bán hàng thì chắc chắn là mình sẽ đăng sản phẩm. Thì bây giờ mình thiết các shop họ sẽ có những cái gì hỗ trợ cho các anh chị để tối ưu hóa trong cái việc về đăng sản phẩm. Thì các anh chị thấy ở đây ha, thì nó sẽ có một cái phần, nếu mà chị vào cái mục sản phẩm á, thì anh chị sẽ thấy có một cái trường đó là trình tối ưu hóa sản phẩm ha. Khi anh chị vào cái phần trình tối ưu hóa sản phẩm này á, thì anh chị sẽ thấy là TikTok Shop họ sẽ đưa ra những cái gọi là giống như là những cái gợi ý á các anh chị. Họ, ví dụ như ở đây là anh chị thấy là TikTok Shop họ họ comment vô là quá ít ảnh sản phẩm, hoặc là ảnh chính có độ phân giải thấp, ví dụ như thiếu thông tin thương hiệu. Có nghĩa là anh chị có làm đó nhưng mà bây giờ nó chưa được tối ưu hóa, thì bản thân TikTok Shop họ cũng có nhắc nhở các anh chị cái điều này các anh chị ha. Anh chị thấy ha, nó rất là tiện lợi, thì mình muốn tối ưu hóa thì mình phải làm đúng theo những cái gì bên sàn họ đã nhắc nhở mình thôi. Hoặc là anh chị đi vào cái phần mà la bàn dữ liệu á các anh chị, anh chị vào cái mục ở phía trên ha, nó có phần la bàn dữ liệu, thì ở đây nó sẽ có những cái tính năng rất là hay, là họ sẽ gợi ý những cái từ khóa đề xuất cho các anh chị.
Thì các anh chị biết là khi mà bán trên một cái sàn như vậy sẽ có rất là nhiều những cái người seller khác nhau, có nghĩa là bản thân mình, các anh chị ở đây là một trong những cái người seller ở trên đó, các anh chị cũng có đăng sản phẩm và người khác cũng có đăng sản phẩm. Thì khi một cái sàn như vậy á, thì AI nó rất là thông minh, nó sẽ mang tính thống kê, nó tổng hợp lại và nó sẽ gợi ý cho các anh chị những cái từ khóa nào mà anh chị biết là khách hàng họ vào đó họ tìm kiếm, đúng không ạ? Thì thông thường những cái từ khóa nào tìm kiếm nhiều nhất, đúng không? Thì AI họ sẽ đề xuất gợi ý cho các anh chị để mà các anh chị cân nhắc mình sẽ điều chỉnh cái tên sản phẩm của mình sao cho nó phù hợp á. Anh chị thấy ở đây nè, nó sẽ có cái mục là đề xuất từ khóa, thì đây cũng là một cái công cụ rất là hữu ích cho các anh chị. Để anh chị nếu mà anh chị làm đúng như vậy thì đâu đó mình sẽ hoạt động tốt cho cái sàn, đúng không? Mà tại vì sàn đã đề xuất cho mình rồi thì mình nên follow theo ha. Tuy nhiên cũng có cái lưu ý là đôi khi, tại vì cái bản cuối cùng cái này là máy tính, là hệ thống AI, đúng không anh chị? Cho nên là đôi khi là sẽ có một số những cái đề xuất mà anh chị cảm thấy là nó chưa thực sự chính xác, nó chưa thực sự là chẳng hạn như bây giờ mình về mặt quần áo, về thiết kế, về design đi, nhiều khi á thì bản thân mình là người bán cái sản phẩm đó, mình hiểu rõ cái sản phẩm của mình, nhưng mà nếu mà AI họ đưa ra một cái gợi ý cũng là về thời trang nhưng mà nó không có phù hợp, nó không đúng với những cái gì mình muốn truyền tải thông tin, thì lúc đó anh chị cũng thể chắt lọc và lựa chọn ha, chứ không phải là nhất thiết lúc nào mình cũng phải là đi thấy AI đề xuất cái nào thì mình bắt buộc phải làm theo, nó cũng không hẳn là như thế các anh chị ha. Mình cảm thấy hợp lý thì mình mới làm thôi, tại vì cái này là cuối cùng thì nó cũng chỉ là cái đề xuất chứ không phải nó là một cái điều bắt buộc các anh chị phải theo. Lúc nãy các anh chị, cái phần đầu em có nói với các anh chị một trong những cái điểm quan trọng khi đăng sản phẩm, đó là mình sẽ đưa cái sản phẩm đó vào trong một cái danh mục nào. Thì các anh chị thấy ở đây là một cái ví dụ ha, khi mà anh chị đăng một cái sản phẩm mới, anh chị thấy ha, khi mà đăng một cái sản phẩm mới thì ở trên nền tảng TikTok các anh chị nó rất là thông minh. Ví dụ như là khi anh chị đặt tên một cái tiêu đề ở đây, người ta nói đặt ra tên một cái tiêu đề là ly giữ nhiệt kim loại không rỉ, dung tích là 350 ml, không chàng phù hợp với mọi giới tính, vân vân vân. Có nghĩa là mình đang đặt một cái tiêu đề như thế thì mặc nhiên phía dưới ở các chỗ hạng mục á, ở đây mình có thể hiểu là cái danh mục sản phẩm á các anh chị, tại vì em dùng cái từ danh mục sản phẩm cho nó khớp với lại bên chỗ Google Sale, cái nền tảng Google Sale của mình cũng có ở cái mục đó, thì tự động AI nó đề xuất cho các anh chị biết là cái sản phẩm này nè nó sẽ thuộc một cái danh mục gọi là đồ dùng nhà bếp, bộ đồ uống và phích. Các anh chị thấy không, nó rất là hay. Và rõ ràng là nếu mà trong cái trường hợp này, trong cái ví dụ này, các anh chị thấy là hoàn toàn nó đề xuất một cái danh mục rất là phù hợp, chứ không không phải là mình đặt tên sản phẩm xong rồi rồi xuống dưới mình phải đi mình tìm kiếm sẽ khá là mất thời gian đó các anh chị ha. Thì ở đây là AI họ đã căn cứ vào cái đặt tên sản phẩm của các anh chị mà nó đã đề xuất một cái danh mục phù hợp. Thì đây là một cái ví dụ thứ nhất về cái sự tiện lợi về AI các anh chị ha. Và tiếp theo thì em sẽ nói về hình ảnh, là khi anh chị đăng hình ảnh trên TikTok Shop, thì trên TikTok Shop nó cũng có một cái công cụ, anh chị thấy cái chữ ở đây nè anh chị, tối ưu hóa bằng AI, nó có cái chữ mới luôn á chị ha. Thì rõ ràng đây là cái tính năng mới, có thể là trước đây chưa có nhưng mà bây giờ có rồi, thì chị cũng nên tận dụng nó. Thì có thể là trước đây á, bên channel bên em cũng có hướng dẫn anh chị một số những công cụ, ví dụ sử dụng công cụ removal để mà anh chị remove cái phần background đi á. Thì bây giờ trên TikTok Shop này nè, giống như là họ đã tích hợp một cái công cụ chỉnh sửa ảnh rồi, để khi mà anh chị đăng một cái ảnh, anh chị thấy hình ảnh là một cái, ví dụ như hình ảnh đây là bút chì họ chụp trên một cái mặt bàn, mặt phẳng mà gì đó, đúng không ạ? Mà cái phông này nó không phải là màu trắng, ví dụ là như vậy. Thì bây giờ mình tối ưu hóa bằng công cụ AI thì lúc đó cái công cụ này sẽ xóa cái phông nền luôn. Lúc đó nó chỉ thể hiện cho anh chị thấy là cái hình ảnh là cái bút chì thôi, chứ cái phông nền phía sau là hoàn toàn là màu trắng. Một cái ví dụ anh chị có thể nhìn thấy kế bên anh chị ha. Nó đưa ra cái ví dụ này anh chị, một cái tách trà, đúng không ạ? Cái phông nền là chơi cái nền màu đen, cái bàn có thể người ta chụp trên cái bàn, nhưng mà sử dụng AI của TikTok thì lúc đó nó xóa luôn cả cái phông nền luôn các anh chị ha. Thì đây là hình ảnh. Rồi tiếp theo là cái phần nội dung mô tả sản phẩm do AI tạo ra. Thì em được biết là hôm trước, không là ngày thứ năm, là thứ ba vừa rồi, là bạn Chi bên em cũng có giới thiệu một chút xíu cho các anh chị về cái tính năng này. Thì em không biết là sau cái buổi mà giới thiệu của bạn Chi á về cái tính năng AI để mà
hỗ trợ cho các anh chị trong cái việc mà mình tạo một cái mô tả sản phẩm trên TikTok đó, thì không biết là có anh chị nào về ứng dụng không, về thử không à? Nếu trường hợp anh chị có thì anh chị vui lòng đánh số 9 vào chatbox cho em được không? Có nghĩa là hôm thứ ba, xin lỗi, hôm nay thứ năm. À em nhớ là tuần trước đó, hình như là lớp của bạn Chi đã ở tuần trước, nhưng mà của bạn có nhắc một chút xíu về sử dụng tính năng AI trong cái việc mô tả sản phẩm trên TikTok, thì em không biết anh chị có ứng dụng hay không. Thì hôm nay em nhắc lại ha, sẵn là một cái ví dụ về TikTok Shop luôn, thì em xin nhắc lại để các anh chị có thể sử dụng cái tính năng AI này. Tại vì trong TikTok á, họ có một cái tính năng rất là hay, có nghĩa là mình chỉ cần mô tả một vài cái đơn giản thôi thì tự động cái nền tảng TikTok họ sẽ viết ra một cái phần mô tả cho mình. Thì khi mà họ ra một cái bản mô tả đó, mình có thể đọc lại, mình chỉnh sửa một vài điểm gì đó mà mình cảm thấy không phù hợp, như vậy rất là nhanh đó các anh chị ha, rất là tiện lợi, rất là nhanh luôn. Thì nói tới đây thì em cũng cho các chị thấy một vài lưu ý đó các anh chị. Nền tảng của sale của bên mình có tích hợp với lại Shopee, Lazada với lại TikTok. Thì Lazada thì là anh chị phải kéo sản phẩm từ Lazada về Shopee, và TikTok thì cho hai chiều, có nghĩa là anh chị đẩy sản phẩm từ GoSale lên cũng được, hoặc là kéo sản phẩm từ Lazada, kéo sản phẩm từ TikTok hoặc là Shopee xuống cũng được. Thì bản thân em thì em nghĩ rằng cách tốt nhất là anh chị nên, ví dụ như nếu anh chị có kết nối thì chị nên kéo sản phẩm từ những cái sàn xuống, như vậy thì nó sẽ chuẩn hơn. Tại vì dù sao đi nữa là anh chị là đang bán trên sàn đúng không ạ? Tại vì mình bán trên cái sàn thì chắc chắn là mình sẽ có những cái gọi là mình tuân thủ theo những cái quy định của sàn, và đặc biệt là những cái phần về mô tả hoặc là những cái phần về danh mục đó các anh chị. Thì thay vì mình làm ở trên GoSale xong mình đẩy lên, thì để mà dễ, có nghĩa là để đảm bảo rằng mình chắc chắn là mình sẽ tuân thủ cái sàn rồi, thì thôi mình làm trên sàn sau đó mình kéo về GoSale, thì như vậy nó sẽ giảm những cái rủi ro về mình về lỗi hơn. Và đặc biệt là anh chị thấy là trên sàn nó sẽ có những cái công cụ như thế này, ví dụ công cụ AI như thế này nè, để hỗ trợ cho anh chị. Thì chia sẻ đến đây thì em cũng 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 chia sẻ với anh chị một chút là bên MediaSet của bên em, cụ thể là bên GoSale, thì cũng sẽ có những bạn engineer. Thì chắc chắn là trong thời gian tới thì bên những bạn engineer này họ cũng sẽ có những cái cập nhật cải tiến nhất định. Thì có nghĩa là anh chị thấy là AI hỗ trợ cho các anh chị trong việc xử lý hình ảnh, trong việc là gợi có thể viết giùm mình đúng không ạ? À? Có nghĩa là viết những cái mô tả cho giùm mình. Thì sau này bên cái phần mềm GoSale cũng sẽ có những cái cải tiến nhất định, sẽ hỗ trợ cho các anh chị, để giúp anh chị dễ dàng hơn trong cái việc đăng sản phẩm. Cái việc đăng sản phẩm nó cũng sẽ nhanh hơn, đỡ tốn thời gian hơn cho các anh chị. Thì khi nào mà bên em tích hợp được AI vào trên cái nền tảng GoSale thì lúc đó bên em ra những cái phiên bản mới á, thì bên em sẽ giới thiệu cho các anh chị ha. Rồi, ở đây sẽ là cái đường Zalo các anh chị thấy nè. Anh chị vào thấy là TikTok Hood Hồ Chí Minh, thì bên TikTok họ thông báo các anh chị ở mỗi địa phương họ sẽ có một cái group Zalo, sẽ có cái người admin của TikTok họ hỗ trợ, cũng như là những cái người trong cái cộng đồng này là những người bán hàng, thì họ giống như là hỗ trợ lẫn nhau trong cái quá trình mà các anh chị làm, nó sẽ có những cái vướng mắc, hoặc là trong quá trình các anh chị kinh doanh đó, anh chị gặp những cái lỗi nào đó trên cái nền tảng TikTok, thì lúc đó các anh chị đặt câu hỏi đi thì người ta sẽ đi vào người ta trả lời. Thì cái liên Zalo này á, nếu anh chị thật sự quan tâm mà anh chị muốn tham dự vào á, anh chị có cụ thể là anh chị có bán trên TikTok các anh chị, thì anh chị nên tham dự ha. Thì nếu mà anh chị muốn xin cái liên này thì anh chị liên hệ với chỗ bạn Phúc với bạn Nhung giúp em, thì bạn Phúc với bạn Nhung bạn sẽ gửi cái liên này qua Zalo cho các anh chị ha. Rồi, nãy giờ em vừa đi qua cái phần TikTok để mà giới thiệu cho các anh chị thấy là nếu như trong trường hợp mình kinh doanh vô cái sàn như vậy á, nó cũng sẽ có những cái sẽ có những cái kiến thức mà em nghĩ là nó cũng cho dù ở những sàn khác thì nó cũng khá giống nhau thôi. Chẳng hạn như mình nói những vấn đề về lưu lượng đúng không ạ? À? Nói về hành vi tiêu dùng của khách hàng như thế nào, rồi cách đăng sản phẩm ra làm sao, cũng như là mình sẽ tận dụng tối ưu những cái công cụ của cái sàn đó để mà giúp cho cái việc đăng bài của mình nó sẽ tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn. Rồi tiếp theo là em sẽ chia sẻ với anh chị một cái gọi là cái này giống như là một cái thường một cái người bán hàng các chị ha,
thì họ sẽ có những cái kỹ năng hoặc là những cái kỹ năng nhất định để mà giúp cho cái việc bán hàng nhiều hơn. Ví dụ một cái nhân viên sale khi mà họ bán hàng thì họ muốn là cái người khách hàng mua nhiều hơn, thì ở đây cũng có một cái kỹ năng đó là upselling với lại cross selling, thì em sẽ giới thiệu cho các anh chị. Thì mục đích giới thiệu là như thế nào ạ? Mục đích giới thiệu như vậy á, là để cho các anh chị có thể là anh chị sẽ huấn luyện cho cái người nhân viên bán hàng tại quầy, bán hàng tại quầy có những cái lưu ý này. Còn nếu trong trường hợp mà các anh chị bán hàng online đúng không, mà mình triển khai online, thì trên nền tảng GoSell nó có một cái tính năng nào để hỗ trợ cho các anh chị trong cái việc mà chị làm upselling với lại cross-selling ha? Thì trên GoSell thì vừa rồi bên em có một cái tính năng mới là mua X tặng Y. Thì em không biết là mua X tặng Y thì hôm trước thì bên em cũng có cái bài giới thiệu về version mới rồi, nhưng mà em không biết là các anh chị nào đã có ứng dụng hay chưa. Còn nếu chưa ứng dụng thì hôm nay em sẽ nhắc lại ha? Hy vọng là trong cái buổi này em nhắc lại thì anh chị về anh chị có thể cân nhắc để mà các anh chị có thể ứng dụng vào cái việc bán hàng của mình. Thì các anh chị thấy rằng đây là cái thủ thuật để mà giúp cho những cái người bán hàng tốt nhiều hơn, tốt hơn. Anh chị thấy là upselling là sao? Upselling có nghĩa là thường là cũng làm cái mặt hàng đó nhưng mà mình bán với cái giá trị cao hơn. Ví dụ như là bây giờ một cái điện thoại đi đúng không ạ? Điện thoại một cái version thứ nhất thì nó chỉ có 5 triệu thôi. Nhưng mà cái version thứ hai mới ra đúng không ạ? Nhiều tính năng hơn, đẹp hơn, có nhiều tác vụ hơn, thì là cái giá cao hơn. Thì khi khách hàng họ vào họ mua một cái sản phẩm thì cái người sale đó họ phải biết cách nói như thế nào, giới thiệu cái sản phẩm như thế nào, tư vấn như thế nào, để cuối cùng khách hàng họ mua cái version mới nhất ở cái giá cao hơn, thì đó sẽ là upselling đúng không ạ? Còn sẽ có những cái thủ thuật của cross-selling, có nghĩa là bình thường anh chị thấy là ví dụ như bình thường là họ vào họ mua cái sản phẩm là điện thoại thôi, nhưng người ta sẽ tư vấn một số những cái linh kiện xung quanh nó, chẳng hạn ví dụ như là bây giờ cái điện thoại này nếu mà tích hợp với lại cái smartwatch đúng không ạ? Hoặc là tích hợp với lại cái tai nghe không dây, hoặc là chỉ đơn giản thôi là cái điện thoại này như vậy á, mà nếu anh chị mà có một cái ốp ốp lưng, hoặc là chỉ có dán cái kính cường lực lên, thì nó sẽ có những cái tiện ích như thế nào. Thì đó là những cái là mình sẽ bán kèm thêm xung quanh, đó gọi là những cái cross selling các anh chị ha. Thì các anh chị thấy là nếu trường hợp mà các anh chị ở đây và giống như là thường xuyên có những cái buổi gọi là training cho cái người nhân viên bán hàng á, thì lúc đó họ sẽ lúc nào ở cái tâm thế là khi mà tiếp khách hàng vào cái shop của mình là họ sẽ sẵn sàng, họ nghĩ là bây giờ mình cần phải upsell và mình cần phải cross sell. Những anh chị nào mà có đi vào những cái cửa hàng tiện lợi, ví dụ bản thân em đi, em đi vào những cửa hàng tiện lợi, thì em luôn để ý rằng thật ra trong những cái cửa hàng tiện lợi đó thì đôi khi mình vào cửa hàng tiện lợi nhiều khi mình mua thì mình đi rất là nhanh đúng không ạ? Nhưng mà cái người nhân viên đó bao giờ họ cũng sẽ cố gắng, có nghĩa là họ sẽ giới thiệu những cái chương trình promotion, hoặc là họ sẽ nói thêm là hiện tại bên em có cái chương trình này chương trình kia. Mục đích là gì ạ? À? Mục đích là họ đang muốn upsell, có nghĩa là họ đang muốn rằng à cái người tiêu dùng họ sẽ chi trả nhiều hơn. Thì ở đây sẽ là một số những cái chia sẻ những cái ví dụ, có thể là anh chị ở đây cũng sẽ biết rồi, nhưng mà nhiều khi mình biết rồi nhưng mà mình chưa áp dụng đúng không ạ? Mình biết rồi mình chưa có huấn luyện nhân viên để mình áp dụng, thì mình có thể cân nhắc mình xem qua à bây giờ anh chị có nên áp dụng hay không. Ví dụ như upsell là cái đổi cũ lấy mới nè đúng không ạ? Hoặc là miễn phí vận chuyển, hoặc là mình đưa ra những cái so sánh cho khách hàng thấy đúng không ạ? Thì ví dụ như là cũng là bán một cái điện thoại đi, nhưng cái version mới ra thì mình thường hay so sánh với lại cái version cũ nó sẽ có những cái đặc điểm gì khác biệt đúng không, nổi trội hơn. Thì lúc đó mình có so sánh như vậy thì khách hàng thấy được những cái điểm nổi bật thì họ sẽ chắc chắn là họ họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn. Thì cái này á, nó sẽ phù hợp cho cái việc mà mình bán hàng tại quầy. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà các anh chị triển khai online thì các anh chị có những cái lưu ý gì thì các anh chị thấy ở đây ha. Trên nền tảng online thì lúc đó mình sẽ không có được một cái cơ hội để mà mình thuyết phục trực tiếp với khách hàng. Đơn giản là khách hàng đi vào cái website của anh chị thôi, anh chị khách hàng nhìn thấy những cái sản phẩm đó và cái ý đồ là anh chị đang muốn là upsell hoặc là cross sell, thì anh chị cần phải lưu ý ha. Tất cả những cái trang, ví dụ trang sản phẩm, trang thanh toán, hoặc là những cái trang cảm ơn, hoặc là những cái email giao dịch, thì anh chị có thể là một cái thủ thuật ở đây là mình đưa ra những cái sản phẩm tương tự cho khách hàng thấy. Nó giống như là cái phần mà lúc nãy em nói cho cái sàn TikTok á, nó có cái mục gọi là cái fit recommendation đúng không ạ? Có nghĩa là những cái gợi ý về mặt sản phẩm đúng không ạ? Thì khi mà nói về cross selling với lại
upselling ở đây anh chị thì em muốn nhắc lại cái tính năng mới ở bên GoSell. Thì em không biết là hôm trước ở ra cái version mới như vậy rồi cuối cùng có anh chị nào đã thử cái tính năng này chưa, đó là tính năng mua X tặng Y. Anh chị nào nếu anh chị nào đã có sử dụng tính năng này rồi thì anh chị vui lòng đánh số 5 vào chatbox cho em được không, tại vì ở đây em thấy cũng có mấy chục anh chị tham dự ở đây nè, thì em không biết là có anh chị nào đã sử dụng tính năng mua X tặng Y này chưa. Nếu mà chưa thì tí nữa em sẽ vô nền tảng Google Sale em giới thiệu lại một chút xíu nha các anh chị ha. Thì đây sẽ là một cái ví dụ các anh chị. Thì thật ra sẽ có nhiều cách khác nhau, tại vì trên nền tảng Google Sale có những cái tính năng tạo mã giảm giá ưu đãi cho thành viên rồi đúng không, mà có rất là nhiều cái. Chẳng qua em nhắc tới cái tính năng mua X tặng Y này là do nó mới thôi. Dạ em cảm ơn anh Hùng ạ. Dạ thì em nhắc là do nó tính năng này mới thôi, thì để các anh chị có thể cân nhắc các anh chị ha. Mình ứng dụng thì mục đích là sao, mà mình ứng dụng mục đích là để cho mình mong muốn là để mà upsell cũng như là cross sell bán hàng. Rồi, cái chủ đề ngày hôm nay là mình đang nói về bán hàng đa kênh omni channel kết nối với các nền tảng. Cho nên là nãy giờ em đã giới thiệu rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào trong cái nền tảng GoSell của mình để các anh chị thấy ha. Thì em điểm lại. Đây cái phần này nó nằm trong cái phần admin của các anh chị thôi, tất cả các anh chị tham dự lớp của bên em này đều có tài khoản rồi ha. Các anh chị sẽ thấy được là có những kênh ví dụ như là GoChat là anh chị thấy kết nối với Facebook đúng không ạ? À? Rồi cửa hàng trực tuyến là cái nghe anh chị đang bán hàng trên website. Anh chị có kết nối với Shopee, Lazada, GoMore, TikTok anh chị ha. Có rất là nhiều kênh như vậy. Thì ngoài ra bán offline thì bên nó sẽ là cái phần mà anh chị vào cái đơn hàng nó có POS để chị bán hàng tại quầy. Những anh chị nào á, mà đang sử dụng cái tài khoản bên em mà sắp hết hạn á, anh chị giống như là thông thường hết hạn thì mình sẽ gia hạn cũng như mình tái ký đúng không ạ? À? Thì sẵn trong cái buổi ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu một chút xíu cho các anh chị về cái bảng giá mới các anh chị ha. Cái bảng giá mới của GoSell áp dụng vào năm 2024 thì ở đây họ sẽ đưa ra những cái giải pháp đó là Startup, Professional, OEO và là Enterprise. Thì ứng với mỗi cái giải pháp này á, thì là anh chị sẽ sử dụng được những cái tính năng nào trên cái nền tảng GoSell. Thì khi mà em giới thiệu như thế này á, thì anh chị nào mà có quan tâm, có nghĩa là anh chị nào sắp hết hạn rồi á, thì anh chị quan tâm là hoặc là anh chị nào nhiều khi còn hạn đi đúng không ạ? À? Mình nhiều khi còn hạn nhưng mà mình cảm thấy là mình chưa chưa tận dụng hết tất cả những tính năng, hoặc là mình muốn nghĩ, mình nghĩ rằng là không biết mình có nên áp dụng thêm những cái tính năng nào mới không, thì anh chị cũng có thể liên hệ lại với là cái bộ phận dịch vụ khách hàng của bên em, để bộ phận dịch vụ khách hàng họ sẽ tư vấn lại những cái gói này là ứng với những cái giải pháp ví dụ Startup, Professional, OEO hoặc là Enterprise đó, thì sẽ hỗ trợ được gì cho các anh chị. Thì ở đây thì em giống như là em đề xuất các anh chị nên tập trung vào cái gói OEO hoặc là Enterprise các anh chị ha, tại vì ở những cái gói này nó sẽ có rất là nhiều những cái tính năng. À dạ rồi dạ rồi em cảm ơn anh Trần Nguyễn. À dạ à thì đúng là dạ thì cái phần giá này đúng là em sẽ không có đi sâu vào những cái tính năng này mà em sẽ chỉ giới thiệu thôi. Thì những cái bạn nào ở những khách hàng của mình ở đây á anh chị, thì những cái bạn nào mà các chị đang sử dụng rồi đúng không, mà thì thông thường là bên sale cũng như là phòng dịch vụ khách hàng của bên em sẽ hỗ trợ cho các anh chị để mà tư vấn thêm cụ thể là những cái giải pháp đó sẽ hỗ trợ được gì cho các anh chị. Rồi, lúc nãy em có nói về cái tính năng là mua mua X tặng Y với các anh chị, thì bây giờ em sẽ mở cái nền tảng GoSell ra cho các anh chị xem ở đây anh chị ha. Tại ở version 3 vừa rồi là 4.2 thì em cũng đã có giới thiệu rồi, nhưng mà vừa nãy hỏi các anh chị ở đây thì em chưa thấy các anh chị nào sử dụng hết, cho nên em sẽ nhắc lại ở cái version này các anh chị ha.
Đây là cần nếu mà trường hợp anh chị muốn xem cái tính năng mua X tặng Y á các anh chị, thì anh chị vào cái mục ưu đãi các anh chị ha. Anh chị vào cái chỗ mà mua X tặng Y này thì anh chị có phần là tạo khuyến mãi. Tạo khuyến mãi ở đây anh chị. Thì đầu tiên mình có thể đặt tên chẳng hạn, ví dụ như bây giờ sắp tới Tết rồi đúng không ạ? Em ví dụ ha, chẳng hạn như anh chị muốn tạo một cái combo là mua một tặng một đúng không, thì mình nếu trường hợp anh chị muốn đây là một cái chương trình nó không có ngày hết hạn thì anh chị tích vào cái chỗ mà no expiry date, và nếu trường hợp anh chị muốn có một cái thời hạn nhất định thì anh chị có thể chọn ha cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc đúng không ạ. Anh chị chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc ở đây để mà mình áp dụng ví dụ như vậy, và có giới hạn hay không có giới hạn thì mình cũng cũng chọn luôn nha các chị ha. Có nghĩa là mình muốn khống chế là cái combo này nè nó có được, có nghĩa là mình muốn mua bao nhiêu cũng được, hay là mình muốn mình khống chế là à bây giờ chỉ mua một thôi, thì lúc đó mình chọn limit hay không limit, giới hạn hay không giới hạn anh chị ha. Để em chuyển ngôn ngữ. Và số lượng sử dụng trên đơn hàng giới hạn hay không giới hạn. Tiếp theo là cái điều kiện áp dụng của anh chị. Điều kiện áp dụng thì lúc đó mình có thể áp dụng cho tất cả khách hàng hoặc là chị dùng nhóm khách hàng. Anh chị biết là nhóm, để nhóm khách hàng thì thông thường anh chị đi vào cái phần mà khách hàng đúng không ạ? Anh chị phân nhóm khách hàng, thì nếu anh chị có phân nhóm rồi anh chị sẽ chọn vào nhóm khách hàng ở đây. Thêm vào phân nhóm ha. Anh chị có thể cái này thì ở trong cái phần nhóm khách hàng thì trong những cái bài về phân nhóm về marketing đó em cũng đã nhắc nhiều rồi. Có nếu trường hợp mà chị có tạo phân nhóm thì nó sẽ vào cái mục phân nhóm ở đây. Để chị chọn. Sau đó mình áp dụng thì nó sẽ có. Nếu mà các anh chị khuyến mãi theo combo, các anh chị anh thì click chọn vào đây á, thì anh chị có thể thêm những cái sản phẩm. Có nghĩa là mình thêm cái sản phẩm ở trong đây, có nghĩa là những cái sản phẩm này nó đang gom lại thành một cái combo. Còn không á thì anh chị có thể chọn một cái sản phẩm bất kỳ. Anh chị không muốn combo mà chị chỉ chọn một cái sản phẩm bất kỳ, thì lúc đó nó sẽ có những cái điều khoản nhất định ha, ví dụ như là số lượng tối thiểu là bao nhiêu, và đặc biệt là anh chị phải chọn cái sản phẩm ha, anh chị phải chọn cái sản phẩm đó. Thì đây là cái phần mà áp dụng. Sau khi đã áp dụng xong thì chắc chắn nó sẽ là cái phần quà tặng đúng mà, thông thường cái quà tặng của mình, cái quà tặng của mình ở đây là mình sẽ chọn một cái sản phẩm để ứng với một cái, ví dụ như ở trên ha, em ví dụ ở đây cho trên đây đi cho dễ hiểu, là bây giờ em đang làm một cái combo, ví dụ như vậy, một cái combo là em mua hai cái sản phẩm này đúng không ạ. Em mua hai cái sản phẩm này, có cái quà tặng của em là sẽ được tặng một cái sản phẩm khác đúng không. Chỉ ví dụ như là em tặng một cái áo thun nam, thì ở đây là em mua hai cái sản phẩm ở trên thì phía dưới đây bạn sẽ được tặng một cái sản phẩm là cái áo thun thun nam ha, đã chọn một sản phẩm rồi. Thì cái số lượng tối đa là như thế nào, và ví dụ như là được tặng một thì em sẽ nhập về số 1, thì có thể là được tặng miễn phí hoặc là mình giảm giá thì tùy vậy thôi anh cuối cùng là anh chị sẽ chọn những cái chi nhánh, tại vì do là mình bán tùy một thời điểm, có thể là một số những cái chi nhánh là đang bán tốt rất là tốt rồi, cho nên là anh chị sẽ không có những cái nhu cầu về tạo promotion nữa. Nhưng mà một cái chi nhánh nào đó mà hiện tại về cái doanh số chưa được tốt, mình đang muốn truyền thông, mình muốn thu hút khách hàng về cái chi nhánh của mình, thì có thể lúc đó anh chị sẽ chọn ở đây ha. Anh chị sẽ chọn một cái chi nhánh mà anh chị đang muốn là kéo khách về cái chi nhánh đó em, ví dụ như vậy. Và cái nền tảng bán, ví dụ như là anh chị bình thường anh chị đang bán ở in-store rất là tốt rồi, bây giờ anh chị muốn kéo traffic về cái web, anh chị muốn khách hàng phải mua trên web trên app, thì lúc đó mới được sử dụng cái, mới áp dụng cái combo này, thì anh chị lựa chọn một nền tảng ha. Như vậy là anh chị đã tạo xong một cái gọi là một cái khi mình lưu lại thôi, anh chị tạo xong rồi anh chị lưu lại ha. Hôm nay demo. Sau khi mình đã cài đặt để thỏa tất cả các điều kiện rồi thì mình lưu lại, thì lúc đó hệ thống sẽ cho mình thấy được là
Ví dụ hôm nay em đặt cái tên là demo nè các anh chị ha. Em đặt là demo thì lúc đó là mình đã bắt đầu mình tạo xong một cái chương trình là mua X tặng Y. Dạ. Thì nãy giờ cái phần trình bày của em ở đây á, thì anh chị có những cái câu hỏi gì đối với em không à? Thì anh chị có thể bật mic tương tác à. Giờ là nếu trong trường hợp mà các anh chị nào mà không có những câu hỏi gì khác thì em xin kết thúc cái buổi workshop ngày hôm nay ở đây nha các anh chị. Thì hẹn lại các anh chị vào ngày thứ ba tuần sau các anh chị ha. Thì thứ ba thì bên em sẽ có những cái buổi training từ bắt đầu từ 7 giờ. Cảm ơn các chị đã dành thời gian để tham dự cái buổi tập huấn ngày hôm nay ạ. À. Dạ.